nhằm tuyên truyền phát động sâu rộng trong cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân thực hiện ngày thứ bảy văn minh trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo đề án 02 về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 vừa xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động ra quân ngày thứ bảy văn minh. Theo đó, chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức lễ phát động ra quân ngày thứ Bảy văn minh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền, phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân thực hiện ngày thứ Bảy văn minh, hình thành ý thức tự nguyện, tự giác vì cộng đồng, vì một bình dương xanh sạch đẹp, Cụ thể, ở cấp huyện, đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ phát động ra quân ngày thứ Bảy Văn Minh tại các huyện, thành phố và rộng khắp các xã phường, khu ấp, khu dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn. Cấp tỉnh, lễ phát động ra quân được tổ chức vào 7 giờ sáng ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.